Xin Suối Hồ trong tiếng Mông có nghĩa là suối có vàng. Màu vàng ngày nay của người dân ở nơi đây chính là cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên nhân văn phong phú và đa dạng. Bản Xin Suối Hồ có 123 hộ dân đều là người Mông. Dù chỉ mới bắt tay vào làm du lịch được vài năm, nhưng nơi đây đã trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng của tỉnh Lai Châu. So với các khu du lịch khác, mô hình làm du lịch tại Xin Suối Hồ có nhiều điểm mới. Xu hướng dân làm, dân hưởng đem lại động lực phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương. Toàn bộ nguồn thực phẩm được sử dụng là thực phẩm sạch, không hóa chất. Mô hình du lịch đậm chất văn hóa và thấm đượm bản sắc dân tộc. Du lịch gắn liền với tạo sinh kế nông nghiệp cho người dân. Chúng tôi là dân tộc Mông, cho nên là chúng tôi xây dựng ở trên cái nền tảng của văn hóa của dân tộc mình. Chứ mình không bắt chước bất cứ một cái dân tộc gì cả. Và mình không đưa cái thương mại hóa với ví dụ như là vào ở trong bảng. Có nghĩa là mình sử dụng tất cả các cái sản phẩm mà dân tộc của mình có thôi và địa phương mình có thôi. Bên cạnh đồ lưu niệm thông thường, Xin Suối Hồ còn phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng như cây cảnh, địa lan, phong lan, hoa đào và các loại cây ăn quả như mận, đào, táo mèo. Địa lan là loại cây tạo nên điểm nhấn của bản du lịch Xin Suối Hồ, mang lại thu nhập 200 đến 300 triệu đồng một hộ một năm. Đến nay, 100% hộ trong bản đều trồng địa lan. Nhà nào ít thì mấy chục chậu, nhà nào nhiều thì khoảng 500 đến 600 chậu. Từ sự thành công của bản Xin Suối Hồ, hiện Lai Châu đã và đang tiếp tục nhân rộng mô hình này. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì Lai Châu cũng đã có một cái đề án trong cái chương trình trọng điểm, đó là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì chú trọng đến việc đó là bảo tồn, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống, cùng với đó là có những cái giải pháp, biện pháp trong cái việc nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch và đặc biệt là quảng bá những cái thông giới thiệu, quảng bá những cái tiềm năng du lịch ở Lai Châu gắn với cái đặc thù riêng cũng như là thế mạnh riêng của tỉnh Lai Châu. Có thể thấy, từ một bản có đông đồng bào dân tộc gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, thu nhập người dân không cao, nhưng khi tìm được hướng đi phù hợp đã làm cho đời sống người dân trở nên ấm no, hạnh phúc. Đây là mô hình cần được nhân rộng, không chỉ trên địa bàn tỉnh Lai Châu mà cần được nhân rộng ở nhiều địa phương khác, đặc biệt là những làng bản vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc.